Cho em thêm cho chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Thấy thằng cha này ngộ ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Cái mấy anh ơi, giờ nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi. Và để mở đầu cho chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên để xem họ mang đến câu chuyện gì đến cho chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Em là người nước ngoài đúng không? Đúng, dạ đúng. Dạ. Ủa sao chị hay vậy? Ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy? Tại vì cái nét của em á, nó cũng không có giống Việt Nam. Nhưng mà cũng không có hẳn. Tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi. Nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng Việt? Em sống ở Việt Nam 6 năm rồi. 6 năm? Dạ. Yeah. 2 năm ở Hà Nội, 4 năm ở Sài Gòn. Và em là người Mỹ, là Nhật. Vậy là chị hay ha? Ảnh là gốc Đức á chị, chứ không phải là gốc Mỹ. Châu Âu. Trời ơi, hay quá. Ủa gì ba mẹ là người? Ba là người gốc Đức. Nhưng mà sống ở Mỹ, còn mẹ là người Nhật. Rồi bây giờ Hân Hạnh chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Eric Bielefeld. Năm nay em 41 tuổi. Và em làm kỹ sư máy tính cho công ty Mỹ. Còn em? Dạ em tên là Nguyên, em 35 tuổi. Em là nội trợ. Tụi em kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Là nay được 8 năm. Dạ, 8 năm hơn. Như vậy á, đây sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà giống như chương trình đã nói với quý vị khán giả, có nghĩa là mình sẽ có những cặp vợ chồng mặc dù họ vượt trên cái 5 năm, nhưng mà thứ nhất là cái cuộc sống của họ tương đối là đặc biệt. Có nhiều những câu chuyện thú vị để chúng ta có thể chia sẻ, từ đó chúng ta lấy những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống tương lai của những cặp vợ chồng son mới về ở với nhau. Thành ra là chương trình rất là vui đó, rất là vui khi mà tụi em có mặt ở đây đó. Hai bạn là đã có baby chưa? Dạ em có hai cháu gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Hai bé đều rất là quậy. ở bên kia hay về đây với tụi em? Dạ về đây luôn ạ. Tụi em hiện tại đang sống ở Việt Nam được 14 tháng rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Eric với Nguyên có thể cho anh biết là hai bạn quen nhau từ khi nào và cái mối tình của các bạn nảy nở ra sao? Em và Nguyên gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của chị gái của Nguyên. Và lúc đó khi em vào tiệc cưới, em lên cầu thang và thấy một cô gái rất đẹp, tóc xoăn, mặc áo đầm đẹp. Khi em giới thiệu với Nguyên, em mới biết Nguyên nói tiếng Anh rất giỏi. Thì em được nói chuyện thoải mái với cô ấy. Cho em thêm cho chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Thế còn Nguyên, lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em có ấn tượng gì về anh không? Dạ thì đầu tiên em gặp anh này em ấn tượng giống như chị Hồng Vân nói vậy. Thấy thằng cha này ngộ ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Dạ nhưng mà lúc đó thì tại vì đám cưới Việt Nam anh chị biết rồi đó, cũng 600 khách thì mình cũng không có để ý là từng người khách như thế nào. Thì không có ấn tượng. Ảnh để em từ lúc đó thì đến cái lần thứ hai gặp lại là ở đám cưới của cái người bạn, cũng bạn chung luôn. Thì ảnh, dạ đúng rồi, ảnh ngồi ảnh canh me sẵn. Đó là xin để được ngồi kế bên em. Xong thì ngồi nói chuyện với em thì khi mà ảnh nói chuyện á, ảnh rất là thông minh ở chỗ là ảnh không có hỏi gì về cá nhân của em hết. Ảnh chỉ toàn hỏi về công việc thôi. Lúc đó em đang làm cho công ty quảng cáo. Thì em cảm thấy, ông này chắc khách hàng tiềm năng gì đây, sao quan tâm dữ vậy. Xong cái ảnh mới hỏi xin em cái name card. Thì em nghĩ, hồi chắc được thôi mình tặng đi. Thì khi mà em đưa ảnh xong rồi á, ảnh cất cho túi kỹ rồi nha. Cái mới nói, thật ra là anh không có quan tâm đến quảng cáo, anh chỉ muốn làm quen với em, xin số điện thoại thôi. Trời, lúc đó em muốn giật cái card lại cái đâu mà hết đường ra, không hẳn. Em đeo đuổi bạn này lâu không? Sau khi hai đám cưới đó, em và Nguyên gặp nhau mấy lần. Nhưng mà Nguyên bình thường đến trễ hoặc là huy hẹn luôn. Và em thấy rất là bực mình, không biết tại sao. Thì em nói chuyện với một bà thần và anh ấy nói chắc là Nguyên có bạn trai rồi. Và đây là lý do không gặp
em được. Tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì cái tuổi trẻ mình rất là sung sức, thì công việc nhiều lắm. Em hẹn anh, ví dụ như hẹn 6 giờ đi, cái khoảng 5 rưỡi em gọi, nói anh ơi chết em tới không được, em kẹt họp. Bây giờ anh ráng đợi tới 7 rưỡi đi. Cái 7 rưỡi em gọi, nói thôi chắc em đi không được luôn, anh về giùm em. Đó, cứ lặp đi lặp lại mà không phải em muốn, mà tại vì công việc của em thôi. Sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là dài. Thì vô tình ảnh mới quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn. Cái anh mới kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá, chắc nó có bồ nó này nọ. Thì cô đó, cô nói không, nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ. Nó còn ngồi cho công ty nó làm, tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó. Thì anh mới biết thật sự là em bận thì dạ. Thì bẵng đến gần Noel năm đó đó, thì em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng Noel cho khách hàng. Cái em lười, em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50 ngàn, nó giờ tao soạn sẵn tin nhắn, mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha. Chỉ cần nhắn y chang vậy thôi. Thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô, cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng, ổng trả lời quá trời luôn. Cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng. Em tưởng chùa ông này sao chung tình quá, bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại, và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Lâu rồi không liên hệ với Nguyên, và khi bắt đầu gặp lại em thấy vui. Và lúc đó khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên Nguyên đến trước. Đến trước em. Dạ, bình thường đến trễ. Chuộc lỗi đó, ý như là Nguyên chuộc lỗi với em rồi. Một lần á là ảnh hẹn em đi ăn, thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi. Chắc là phải làm sao cho ông này vô trồng thôi, chứ giờ hoài cũng không nói gì hết, kỳ quá. Thì hôm đó cái em mới nói là anh này thì chắc là mê gái, nên gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á, là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, tại vì nhà em đang sơn sửa nhà đó. Rồi tóc tai bù xù, rồi em mang dép kẹp. Cố tình làm xấu đó. Dạ em cố tình, không em xấu sẵn anh, nghe là không trang điểm thôi. Cái em đi gặp ảnh, thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội. Chắc tính chạy, nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em. Xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy á, thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Mà nếu đi thì mất lịch sự, thì vẫn ở đó nói chuyện. Thật sự là muốn đi luôn đúng không? Thật là em không chỉ muốn gặp phụ nữ đẹp, muốn cô gái đẹp, thông minh, thân thiện, tất cả. Thì nếu một lần không mặc mặc áo đẹp, thì cũng không sao. Không sao. Coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi, hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê, lúc đó là cà phê bệt, mình ngồi dưới đất anh. Cái ngồi nghe nhạc sống, có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn. Cái ngồi cái thò tay nắm cái. Em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó. Trời có nhiêu đó. Bao lâu thì anh cầu hôn? Bao lâu thì Eric mới cầu hôn em? Dạ khoảng chừng đâu một năm rưỡi tụi em quen nhau á. Thì ảnh cầu hôn, mà cái cầu hôn của ảnh rất là đặc biệt. Mà em phải nói là em ngạc nhiên luôn. Đó là ảnh bí mật sắp xếp là tặng cho em 12 đoá hoa hồng trong 12 dịp khác nhau. Thông qua một cái người thân của em. Có nghĩa là mỗi đứa hoa hồng đến á là sẽ có thèm theo một món quà, và một cái người nào đó đưa cho em mà em không biết người đó là ai, và kèm theo một cái lá thư kiểu như rất là bí hiểm, như là sẽ có một cái chiến dịch 12 đoá hoa hồng, và khi mà em nhận đủ 12 đoá hoa hồng sẽ có một cái chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Thì em đang làm việc ở công ty, cái đoá hoa hồng đầu tiên đến là có cái anh ở cái quán cà phê Highlands, anh gọi cho em, anh kêu là chị ơi có một cái người nó tặng cho chị ly cà phê và đoá hoa, mời chị xuống nhận. Thì em xuống em nhận lên, em cũng không biết ai, em lọc lên thấy lá thư, thì em về em cũng khai thiệt. Em nói là anh ơi, hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông thú quốc. Thì em không biết của ổng, nhưng mà kiểu như là mình thật thà về mình khai thôi. Thì ổng cũng nghe nó chết rồi, cái bông hôi quá, chắc hôm sau đổi đi mua bông chỗ khác. Đến khoảng cái đó hoa thứ 5, thứ 6 thì em biết là của anh này rồi. Đến cái đó hoa thứ 10 là một cái vé máy bay đi Nha Trang, và ngày hôm sau là phải đi liền. Thế là em cũng ngạc nhiên, nhưng mà cũng ham đi chơi. Cái hôm sau gọi điện thoại lên công ty cáo bệnh, đi Nha Trang với anh này. Thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở tụi em đi lặn. Xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn. Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong, cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn,
và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng và wow, có hoa hồng rải đầy wow, với lại nến khắp nơi luôn. Wow. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái ông mới dắt em đi dọc theo bãi biển, đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó. Cái tự nhiên ông quỳ sụp xuống. Cái ông cầu hôn với em mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ông nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ông hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em lùng bùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Ông cũng nói lại từ đầu, cũng nói thiệt là dài. Xong em cũng lùng bùng lỗ tai, em nghe không được. Cái em nói anh ơi giờ anh nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi, trời ơi. Cái đó là bực thiệt đúng không? Eric nói đùa thôi. Thì lúc đó em chìa tay ra liền, thì đem nhẫn vô là xong luôn. Vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau. Em cảm thấy em rất là may mắn. Lúc em lấy chồng á, thực sự là em yêu ảnh, nhưng em không biết là ảnh tốt đến như vậy. Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó, mà thật ra lấy chồng em là loại cá tốt ra. Đó là ảnh cực kỳ tốt ở cái chỗ là biết chăm con. Giống như em lâu lâu cái em quải giỏi, em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á. Dạ. Rồi chị ơi, bây giờ chuẩn bị tới cái phần giặt mặt, giặt mặt bây giờ nhau, khui tật xấu nhau. Bây giờ em nói gì rồi, bây giờ có tật xấu gì của anh đâu nữa mà anh, em kể cho anh nghe. Anh có tật xấu gì không? Ráng dạ, bươn dạ có nhiều lắm, nhiều trời lắm. Ơi có nhiều lắm. Chồng em á thì bê bối, thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối, chắc đây cũng vậy. Trời ơi, bác khẳng định mình luôn à. Không, tại vì em chê chồng em phải chê mé mé nữa chứ không có. Ví dụ như đi tập gym về đi, cái tụt cái quần xuống, cái để cái vòng tròn vậy đất, cái đi ra bước ra và cái bước ra cái đi luôn. Dạ xong cái để đó khi nào em dọn thì thôi. Với lại lâu lâu thì anh cũng có đi nhậu mà đi về cái hay bị ói, mà đi mỗi lần đi là đi luôn tới 2-3 giờ sáng, về cái mỗi lần là ói mà rất là sợ. Vừa thấy mặt em mở cửa ra một cái là anh lỡ anh ói rồi anh xin lỗi em. Xong em thấy tội tội thì em tha thôi, nhưng mà anh thấy quá dễ thương. Cảm ơn. Tới em đó rồi. Eric, Quyên có tật xấu gì không? Dạ anh có tuổi già không? Bởi vì Quyên có nhiều tật xấu. Em cứ nói đi, em cứ nói đi. Nói đi, đây là cơ hội để em nói đó. Vì Quyên mê ngủ. Mê ngủ luôn, luôn ngủ trễ. Bình thường em thức dậy trước, sau đó hai con, cuối cùng là Quyên. Đó nghĩa là em thức dậy là em lo cho hai con hết luôn. Và em phải nói với Quyên, vợ ơi, thức dậy đi, hai con phải đi học. Và rồi còn gì nữa? Mê ngủ. Khi Quyên giận, nhìn rất đáng sợ. Giống một giống như con lion đó, giống như con lion đúng không? Yeah. Có giống không? Giống như bị khùng hả? Và lúc đó em phải chỉ im lặng. Không nói gì, nếu nói Quyên không nghe gì cả. Có đập đồ không? Thỉnh thoảng điện thoại một lần. Một lần điện thoại. Có đập chén không? Đập bát ăn cơm á, có đập không? Chưa. Và nữa là bàn chân Quyên bị nứt nẻ. Giống nhảy nhắm. Dây nhám. Tại mình ở Mỹ da nó khô quá chị. Bên Mỹ chị đi chị biết nó khô hơn ở Việt Nam nhiều. Thì qua bên đó hay bị nứt gót chân. Nhưng mà bây giờ mình đang ở Việt Nam vẫn như vậy. Em bị thiếu chất á. Dạ em cũng nghĩ vậy. Rồi còn gì nữa không Eric? Thế thôi. Nói chung về cũng muốn em nấu cơm cho ăn nên đâu có dám vui tiếp. Eric có muốn vợ Eric thay đổi cái gì không? Dạ em nghĩ em rất may mắn gặp người tốt giống Nguyên. Thì em không muốn thay đổi nhiều. Em chỉ muốn Nguyên tập thể dục một chút nữa để tốt cho sức khỏe. Rồi còn Nguyên không muốn anh thay đổi điều gì? Em nghĩ anh cũng không có cần phải thay đổi gì hết. Nhưng mà chắc là phải tập thể dục nhiều hơn để cho hai vợ chồng khỏe mới có sức đi chơi. Thực ra với vợ chồng của Quyên với lại Eric á, Vân rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả, cho tới bây giờ là tụi Vân đã làm chương trình Vợ Chồng Son là được gần 5 năm trời rồi. Tiếp xúc với rất là nhiều những cái cặp đôi. Nhưng mà có một cái điều Vân để ý, Vân thấy gì nè. Tất cả những cặp vợ chồng nào mà những cô gái Việt mà lấy chồng nước ngoài á, khi mà các bạn lên đây tham gia thì Vân đều có một cái cảm nhận là cuộc sống của những người vợ
mà lấy chồng nước ngoài họ rất là viên mãn. Xin cảm ơn vợ chồng Eric và Nguyên đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn anh chị. Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần. Tức là một tuần một ngày. Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Từ lúc mà bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng ạ. À. Vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa nên con có những cái lời nói khó nghe nên mong mẹ bỏ qua cho con. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Hải, em ở Đồng Nai, em được 30 tuổi. Em là làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ em tự giới thiệu, em là Đào Quốc Thịnh. Năm nay em 31 tuổi. Em cũng làm nhân viên trên văn phòng chung công ty với vợ luôn. Hai em là ở Đồng Nai luôn? Dạ đúng rồi, ở Đồng Nai, ở Trảng Bom luôn. Hai vợ chồng lần đầu tiên quen nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên đó là em thông qua một người bạn, xong rồi bạn kêu là giới thiệu cho cái anh này nhìn hiền, đẹp trai. Đó em cũng chưa lử lự là chưa có định quen đâu. Em cũng ngại nữa tại vì lúc đó là em chưa quen ai luôn. Sau đó em nghe đâu thì ảnh đăng ký thi nam thanh lịch trong công ty. Xong cái em cũng tò mò xong rồi coi nhìn mặt ảnh như thế nào thì lúc đó là mới thấy cũng da trắng lắm, cao ráo, nói chung là nhìn cũng được. Lúc đó thấy ok đúng không? Dạ. Bây giờ còn em? Còn em thì sao nè? Dạ là một hai lần đầu á thì bạn cũng giới thiệu mà con nhỏ đó đó, mình nhìn thử thôi. Thì mình nhìn cũng cao ráo, cũng dáng cũng dễ thương, bắt nhất là cặp mắt cũng đẹp đó, nên mình cũng quyết định quen, mình tìm hiểu. Thì kênh hiểu được vài tháng á, bắt đầu mình mới đi chơi. Xong bắt đầu là đi uống cà phê. Thì cái lần đầu hẹn hò là cũng ngay ngày 14 tháng 2 luôn. Cách đây mấy năm? Cách đây 2014 là 6 năm. 6 năm. 6 năm rồi. Dạ. Rồi. Và em có lên hát một bài là cũng tặng. Dạ. Với lại là một bó hoa. Trời, em còn nhớ cái bài đó không? Em hát lại một vài câu cho anh nghe được không? Bài chờ một người. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường. Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt qua anh vô tình, ngọn đèn đêm nhìn anh buồn tênh. Cái mắt hấp hiêm vậy là rớt liền. Mắt hấp hiêm mà nhìn đúng con người. Mắt hấp hiêm xong rồi đến là một bó hoa nữa là rớt rồi. Liền. Tụi em yêu nhau mấy năm thì cưới? Cũng khoảng 2 năm 3 năm vậy. Dạ bắt đầu là quen là 2014 là bắt đầu quen. Rồi lấy nhau năm mấy? Năm 2017. Tụi em cưới nhau được bao lâu thì có em bé? Đã có em bé chưa? Dạ được một bé gái. Lấy nhau xong thì qua tháng sau thì bắt đầu mới có em bé. Mà lấy nhau xong thì là ở đâu? Ở nhà bên chồng hay là ở bên vợ? Dạ ở bên chồng. Rồi mẹ chồng nàng dâu thuận thảo không? Nói chung là lúc đầu về thì mẹ chồng với con dâu thì cũng có nhiều cái cũng không hiểu với nhau á, nên cũng có qua tiếng lại. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Mâu thuẫn giữa em với mẹ là cái vấn đề gì mà chưa hiểu nhau? Nói chung là cũng có một phần của chồng của em. Đó là gì? Ấy là lúc mới cưới về á, chồng em đi về á, tới nhà xong là thay quần đùi, lấy xe chạy một mạch xuống ở dưới gần nhà có một cái đội bóng chuyền buổi chiều hay tập chơi á, xuống ra đó chơi trong tới khoảng 6:30 7 giờ xong rồi chạy về dọn cơm nước ra ăn gì đó, là ăn cơm xong là lấy xe chạy xuống dưới quán đó lại uống cà phê với tán dóc với mấy đứa bạn ở dưới đó. Em thấy ngày nào em thấy mới lấy về mà chỉ muốn thích đi chơi tự do mình thôi. Dạ. Nhiều khi lúc đầu mình cũng nghĩ là mình cũng không sai gì.
thì con trai đàn ông mà, nhiều khi người thì đam mê thể thao nữa, cứ chiều về mà không đi đá banh đến bóng chuyền gì, nói chung là ngứa ngáy khó chịu lắm. Đó, xong thì cũng ngăn cản em, thì em cũng nói là cái này đâu có phải là đá gà mê gì, gì như cái gì bỏ bê gì đâu, anh chị thể thao buổi chiều, nhưng mà không thích. Nhưng mà với em thấy cái đó cũng không cái gì là sai nhiều. Đó nên em cứ làm. Rồi xong rồi là gây lộn. Có. Chắc chắn là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn. Xong rồi mẹ nghe, mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn. Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 7 tháng à. Bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó em có qua em năn nỉ vợ không? Dạ lúc đó thì có qua thôi nhưng chưa năn nỉ luôn. Là vợ ở nhà, vợ em ở nhà em. Dạ đúng rồi. Nghĩa là vợ đẻ rồi vẫn chưa năn nỉ luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì là hai đứa mới về chung một nhà lại? Dạ mới về cách đây khoảng 1 năm, lúc đó bé tầm khoảng được gần 2 tuổi. Bây giờ là nhà riêng hay là vẫn ở chung với bây mẹ? Bây giờ thì em ở nhà riêng. Là gần 2 tuổi nay bé được 3 tuổi, 3 tháng 12 này là được 3 tuổi. Là mới có 1 năm hai đứa hàng gắn lại thôi. Dạ đúng à. Lúc vợ sanh có đưa vợ đi sanh không? Dạ bên nhà ngoại tự đưa đi. Đó em không biết. Xong bắt đầu hình như có linh cảm á. Xong bắt đầu em mới xuống bệnh viện và em mới biết sanh dưới đó. Lúc đó em đi vô bệnh viện mà em có vô chỗ vợ em sanh không? Hay là em chỉ đứng ở ngoài em nhìn thôi? Dạ không vô, em vẫn ở ngoài vậy. Được mấy ngày thì là chồng em mới thấy cái đứa con đó mới vô. Lúc đó em sanh xong rồi sang ngày hôm sau á, chồng mới vô. 2 ngày. Hai ngày sau. 2 ngày. Rồi em nhìn con thì em thấy sao? Em có cảm thấy mình có lỗi không? Thấy lúc đó cũng buồn buồn tủi tủi. Rồi lúc đó là có xin lỗi vợ không hay như nào? Dạ lúc đó cũng chưa xin lỗi. Vẫn cương luôn. Dạ lúc đó không phải là cương nữa mà lúc đó chỉ nhìn đứa con không à. Không có suy nghĩ vấn đề khác nè. Lúc đó mới sanh xong mà bắt đầu dìu vợ tập đi cho vợ ngoài tí xíu, xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên. Thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Mà lý do gì 2 năm là hai đứa quyết định coi như là đi về nhà chung? Cái lúc đó con bé nó cũng lớn và bắt đầu đi học. Rồi bắt đầu mới nói chuyện và phụ nhau để nuôi bé đi học, trang trải cho bé. Thì lúc đó mới có nói chuyện với nhau và quyết định là thôi mình thử mình ra riêng mình ở. Nhưng mà bây giờ cái tinh thần cũng như là hai vợ chồng đã cảm thấy thoải mái, thấy là không còn lấn cấn gì nữa chưa? Yêu nhau trở lại chưa? Tức là yêu thì vẫn yêu nhưng mà cũng đang khó cái giữa hai gia đình với nhau. Từ lúc mà vợ bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng ạ. Mà bây giờ một tuần vậy về thăm ông bà nội mấy ngày? Bây giờ thì cứ một tuần hai tuần là em trở về, cuối tuần em trở về một lần. Em đưa con về bên nhà nội, dạ. Tức là nhà em á. Vợ có đi theo không? Thôi. Lúc đầu thì có chở đi theo và nói chung là song song dành mặc cảm đang có mà. Xong rồi thời gian gần đây như không luôn, em có 2 bố con về thôi. Rồi bây giờ khi nào về nhà ngoại á thì là chồng có đi theo không? Dạ. Cái trường hợp của tụi em á rất là căng. Cái này phải nói liền và tụi em phải hóa giải cái điều này liền. Đúng rồi. Chứ không là rất là nguy hiểm cho cái gia đình nhỏ này. Và cũng lại một lần nữa thì Vân cũng xin đứng ra, Vân xin phép để Vân được tâm sự một chút với gia đình nội ngoại hai bên. Đúng là cái chuyện này á, là hoàn toàn ông bà nội ngoại không ai có lỗi cả. Lỗi là do hai bạn này. Hai bạn này, cái tôi của hai bạn quá lớn. Thực ra mà nói á, nếu như lúc đó tụi em chỉ cần tịch tâm suy nghĩ lại một chút xíu thôi thì là sự việc nó không đến nỗi căng thẳng mất 2 năm trời như vậy. Khi bạn đã lấy vợ rồi và vợ bạn bắt đầu có bầu rồi á, thì bạn không thể sống cho riêng mình được nữa, mà bạn phải sống cho cái gia đình nhỏ của bạn. Còn với bạn thì khi mà bạn bắt đầu sống cuộc sống ở trong gia đình chồng rồi, đúng không nè, thì mình sẽ phải cực kỳ khéo léo trong cái mối quan hệ giữa mẹ và chồng. Cách mà mình nói á, nó phải như thế nào đó, nó phải khéo léo. Vân muốn xin với lại hai bên nội ngoại á, là nhất là bên nội á, Vân nghĩ rằng đến giờ phút này khi mà các cháu nó hàn gắn lại được với nhau rồi thì Vân nghĩ là anh chị nên mở lòng chấp nhận cái mối quan hệ này, cái cuộc sống gia đình này. Bởi vì đầu tiên hết là con mình sẽ hạnh phúc, cháu mình sẽ hạnh phúc. Chứ còn nếu để tình trạng này tiếp tục thì lỡ nếu như mà các em không có vượt qua được
kể cả hai gia đình luôn á, thì đi đến chuyện đổ vỡ thì rất là phí và rất là tội cho cháu của mình. Thành ra là Vân mong là cả hai bên nội ngoại mở lòng ra để cho cái mối quan hệ này, cho cái gia đình nhỏ này phải được hạnh phúc. Bởi vì thực ra cái cô gái này đã bị thiệt thòi 2 năm rồi. Nhưng trước khi coi như là ba mẹ mình mở lòng thì mình cũng phải dễ thương, đúng chưa? Đó có nghĩa là bây giờ bên này tự nhiên bây giờ ẵm con về thăm bên nội mà không có con dâu, rồi ngược lại em ẵm con về thăm ông bà ngoại mà không có con rể, thì làm sao có được là... một cái tình cảm gắn kết lại, dạ, đúng không? Vợ em không về nó cũng có cái lý do. Thì lúc mà đi á, về nhà ngoại á, thì bên mẹ với vợ có nói chuyện qua bằng điện thoại. Nói chung thì vợ em thì cũng nhiều khi tính bỏ lọc chọc lắm, nhiều khi nói đó chứ không có suy nghĩ mình đang nói cái gì, nên nhiều khi cũng mặc cảm. Bây giờ về nói chung cũng khó. Mẹ đang coi, em tưởng tượng mẹ đang coi trước mặt em nói cái lời gì chân tình nhất từ trong đáy lòng của em với mẹ. Nhiều khi em trực diện với mẹ em không nói được, nhưng bây giờ em đây, đây đi mẹ coi, mẹ sẽ thấy, mẹ sẽ hiểu. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Rồi vậy quá hay rồi. Rồi Thịnh thì nói gì? Thịnh nói gì với bên gia đình ba mẹ vợ? Dạ. Tụi con cưới nhau cũng được mấy năm, thì giữa vợ chồng con cũng nhiều sóng gió, thì ba mẹ cũng có la có rầy, cũng góp ý, nhưng mà mỗi đứa thì cũng giữ cái tôi cho mình, đứa nào cũng lì cũng cứng đầu hết. Thì cũng qua chương trình này, con chắc cũng chỉ có nói được một lời xin lỗi giữa ba mẹ hai bên gia đình, thì tụi con sẽ cố gắng, sẽ hàn gắn lại và sẽ cố gắng cải thiện cái bản thân mình để cho cái gia đình này sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nói thật lòng là em còn yêu vợ em không? Dạ có gì. Em còn yêu chồng em không? Dạ còn. Chỉ cần nhiêu đó thôi. Chắc chắn cái tình yêu này là tụi em sẽ vượt qua được và tụi em phải giữ. Khi mà em đã nói ra được cái điều này với mẹ là em đã nhẹ lòng rồi, cả hai đứa. Và chị chắc chắn là khi cha mẹ hai bên coi được những cái điều tâm sự của tụi em, cha mẹ sẽ hiểu và sẽ bao dung, sẽ bỏ qua hết tất cả mọi điều, nghe không? Và anh chỉ mong là sau ngày hôm nay, qua ngày mai, Thịnh sẽ nắm tay vợ mình và con mình, dạ, về nhà thăm ông bà nội nghe em. Rồi xong rồi mình về thăm ông bà ngoại nghe em. Đó, hai đó, vợ chồng phải đi cùng đi, ở cùng ở và thăm cùng thăm. Rồi, rất cảm ơn hai em và hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều đến với các em đều được thuận lợi. Thuận lợi như ý nha. Yeah. Yeah. Dạ bây giờ vẫn đen, mặc dù là sản xuất mỹ phẩm nhưng mà đại lý của em mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ, tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn, từ đợt đó là cả tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay mà, từ đầu là cũng ưng, tại vì thấy là hiền. Gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi, xinh quá. Anh đoán nghe chắc là cặp vợ chồng này đến từ xứ sở của hoa, đúng không? Nhìn bông là đoán là có thể là đến từ Đà Lạt. Vợ chồng em đến từ Đà Lạt đúng không? Dạ vâng, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận ạ. Em là Bùi Thị Tâm, năm nay 28 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Người ta mặc áo bông đâu có nhất thiết ta phải tới từ Đà Lạt, đúng không? Thì mình ở Khánh Hòa mình cũng xài bông được đúng không em? Đó. À, nhưng mà xứ sở hoa là ở Đà Lạt, không sao cả, Khánh Hòa với Lâm Đồng nó cũng gần nhau. Rồi, em. Dạ, anh xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào khán giả. Em là Hồ Phúc Hải, em cũng đến từ Khánh Hòa. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 32 tuổi. Bây giờ tụi em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đang là giám đốc của công ty mỹ phẩm. Và ở Khánh Hòa là em xây cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn đầu tiên luôn. Ồ,
Lúc trước là em làm giáo viên ấy chị. À vậy hả, nhưng mà mỹ phẩm là về về cái dạ, tất cả mọi thứ luôn. Dạ, dạ, tất cả mọi thứ. Còn em là bây giờ là công việc của em là? Dạ công việc em thì làm thuê cho ảnh ạ. À dạ. Thuê ảnh mà tiền em giữ đúng không? Dạ. Nhưng mà ngày trước thì là giáo viên hả cưng? Dạ vâng. Chắc em có lẽ là... lúc mà hai đứa gặp nhau là lúc đang còn là giáo viên đúng dạ. không? Dạ đúng rồi. Ngày trước thì hai vợ chồng em là giáo viên mà dạy cùng một trường luôn ạ. Giáo viên mà dạy cấp mấy? Bọn em dạy là cấp 1 ạ. Em thì dạy chủ nhiệm. Anh Hải thì anh phụ trách môn thể dục và cũng có dạy lớp em luôn. À. Dạ vâng. Thì em về trường sau anh ấy là 5 năm. Thì mới đầu gặp em không có một chút ấn tượng gì hết. Vì thứ nhất là hồi đó anh ấy gầy lắm. À, lúc mà cưới em thì anh ấy có 56kg thôi và bây giờ là 70kg rồi. Dạ. À, em nuôi khéo vừa gầy này vừa đen này. Thì nhìn không có thiện cảm ngay từ đầu. Đen hơn bây giờ không? Bây giờ có nhã đen chưa? Dạ bây giờ vẫn đen mặc dù là sản xuất mỹ phẩm nhưng mà đại lý của em mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ vâng. Em thì sao Hải? Lần đầu tiên em gặp cô gái này thì là em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ, lần đầu gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm à. Sau khi một thời gian là có tìm hiểu vì thấy cô này rất là siêng, phong trào hay là cái chương trình gì của nhà trường dù khó mấy cũng làm rất là tốt. Hay rồi em để ý. Như vậy thì hai vợ chồng dạy chung cái trường đó trong bao nhiêu năm? Nói là dạy chung thì khoảng hơn một năm, còn hai năm á chị. Gần 2 năm dạ. Thì là trong cái thời gian đó là đã yêu nhau cái thời điểm đó chưa? Bao dạ, nhiêu lâu thì yêu em nhau? Em nhớ ngày về trường đầu tiên là ngày 13 tháng 10 năm 2013. Và tới tháng 4 2014 là tụi em đã cưới rồi. À tức là trong vòng chưa tới 1 năm. Hơn 6 tháng thôi ạ. Nhưng mà trong 3 tháng đầu thì không có ấn tượng gì hết. Chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi, thậm chí ban đầu em còn hơi ghét một chút. Em nhớ có một kỷ niệm là nhà trường cho một cái công việc mà các giáo viên trong trường đều phải làm. Nhưng mà công việc đó thì em thì là một đứa là em giỏi vấn đề khác nhưng mà riêng máy tính thì em rất là dở. Cho nên là lúc đó là em cần là một người giỏi máy tính để làm giúp em cái chuyện đó thì em phải nhờ anh này. Và lúc đó em cũng hơi dạ một chút là em vào tận phòng luôn. Anh ấy là ở kiểu như ký túc xá cho giáo viên vậy đó mà phòng chỉ có một mình thôi. Dạ em mặt dày luôn tại vì bây giờ không ai giúp ấy. Thì em mặt dày em vào, em nhờ anh ấy thì được cái là giỏi tính toán nên là vào làm giúp em. Thế là từ ngày hôm đó thì em hơi có cảm tình một chút tại thấy là thôi thì người cũng giỏi. Từ lúc đó là mình cảm thấy là có thiện cảm hơn. Nhưng mà hôm em thấy vợ em đi vào phòng dạ, mà không, em không, hết hồn không? Không thấy, em lúc đó là em đi chợ về xong rồi thấy ủa chứ cô nào ngồi đây, xong rồi em hỏi ai đây tại hồi đó cũng không để ý, cũng không biết. Xong rồi mới em làm, anh làm giùm cho em cái này thì lúc đó là em làm, nói cái đây thì anh làm được. Hôm sau xong việc là rủ đi cà phê rồi. Rủ là ai rủ? Cô dạ, rủ không? Em nhắn tin em rủ nhưng mà địa điểm thì cô vợ em sẽ chọn. Mâu thuẫn quá gì. Em không có cái cảm xúc gì với người ta không, lúc đó mà đáng lý ra em làm giùm thì người ta phải đền ơn đáp nghĩa em, ta phải rủ em, mắc mới vậy em phải rủ người ta. Tại vì lúc đó là em cũng hay là muốn gài cổ để mà cổ trả tiền thấy cũng đỡ ý. Bao mình đằng nào thì cô này cũng gọi là đền ơn mình mà mình thôi mình sẵn dịp này mình mời đi cà phê luôn để có gì mình tìm hiểu. Ở khoảng nửa tháng sau là ngày nào chiều nào cũng canh cái giờ nhà em ăn cơm á, chiều nào cũng lên cũng mặt dày lên nhà ăn cơm, cứ chờ giờ buổi chiều người ta chuẩn bị dọn cơm là bắt đầu có mặt ngoài rồi. Tại vì chiều đó là em mới dậy xong, chiều đó em mới đúng giờ đó. Không lẽ bây giờ mình không mời ăn cơm? Chiều đó là cuối cùng mình cũng phải mời ăn cơm. Em tan ca tan cái hết giờ làm của em là 5:30 thì lúc đó tắm rửa rồi xong rồi thì nhớ mình lên thôi chứ cũng chứ không phải là lên để mà không có nghĩ là dạ tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn từ đợt đó là cả tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay mà. Từ đầu là cũng ưng tại vì thấy là hiền. Mẹ bảo là thấy thằng này nó hiền nên là cũng cho ăn cơm chứ còn chưa có thằng nào mà được về ăn cơm như vậy. Con cơm xong rồi có mặt mẹ với cụ hai người lớn ở nhà là em xin phép cho em làm quen mà không hỏi qua ý kiến của dạ. Em không biết tương gì lai. Luôn chủ động tự ý luôn. Mà xong rồi mẹ em cũng chẳng thèm hỏi ý kiến, em cũng đồng ý luôn. Đồng ý luôn. Nhưng mà cái lúc đó là cái mối quan hệ của em như thế nào? Là đi chơi với nhau rồi đã có nắm tay rồi nó có những cái cử chỉ dạ, ấu chưa. Không? Cho đến khi mà tụi em làm đám hỏi trước đám cưới một tháng là tháng ngày 8 tháng 3 là tụi em chỉ mới nắm tay thôi. Trời. Dạ do em nhát á chứ gặp người khác là
Là xong hàng rồi phải không? Xong hàng. Mà thực ra em chưa định lấy đâu, nhưng mà mẹ bảo thôi ngày nào nó cũng lên như vậy, thôi cưới đi chứ ngày nào nó cũng lên hết. Lên ăn cơm mà ké hoài. Luôn mấy tháng trời ngày nào cũng lên, không một ngày nào không lên cả. Chị đứng muốn hỏi lý do tại sao mà em lại chuyển sang kinh doanh mà dạ em không tiếp tục làm giáo viên. Là vì thực sự là lúc mà hai vợ chồng mới cưới xong là em có em bé luôn. Thì lúc đó mình áp lực về cái vấn đề tiền bạc. Với lại lúc đó là phát mẹ em là câu chuyện buồn là mẹ em phát hiện bị ung thư giai đoạn 2 á. Thì thực sự là áp lực tại vì nhà em là chỉ có ba chị em gái thôi. Lúc đó mình mong muốn kiếm tiền. Thứ nhất là lo cho con mình, thứ hai là lo cho mẹ mình nữa vì bố em đã mất rồi. Nên là lúc đó là em quyết định là kinh doanh online mà cách đây 6 năm á. Thì cái thời điểm đó là kinh doanh online đang phải nói là cũng bị kỳ thị. Thứ nhất là ở vùng quê thì hay bị kỳ thị thì em vượt qua tất cả để em làm. Thì lúc đó là em nhớ rằng là hai vợ chồng em có một cặp nhẫn, nhẫn cưới á, tụi em quyết định bán nó đi để mà bán hàng ấy. Thì nhập một đơn hàng đầu tiên về là em nhớ là 2.2 triệu. Thì may mắn là em cũng coi như là cũng lanh một có chút gian á, có gian, dạ, có gian buôn bán. Thì bán trong vòng một tháng là hết cái số tiền đã thu được vốn về. Nhưng mà cái lúc đó là em vừa đi dạy vừa kinh doanh online luôn hay sao? Dạ vâng, em làm cả hai luôn. Lúc đó thực sự là rất áp lực. Trong khoảng thời gian là mình đi dạy á, thì mình cũng đã làm rất là tốt cái công việc của mình. Và khi mà em nghỉ dạy thì các thầy cô cũng rất là tiếc. Nhưng mà thực sự cái thời điểm mà em bỏ thì em đã xây dựng công ty lớn rồi. Dạ, nên là em có hàng nghìn đại lý trên toàn quốc rồi. Nên là không thể nào mình làm cả hai nữa. Mình phải chọn một trong hai. Nhưng mà trong bao lâu thì em có cả một cái chuỗi? Dạ, em làm hàng trong vòng gần 6 năm ạ. Bây giờ thì là còn dữ hơn nữa đúng không? Dạ vâng, bây giờ thì vẫn nằm tầm khoảng 10.000 đại lý thôi ạ. Dạ. Có 10.000 thôi, không có nhiều. Rồi sau này là hai vợ chồng em là thành lập công ty luôn. Dạ vâng, anh ấy là giám đốc, còn em thì giờ làm thuê thôi. Công ty em thành lập công ty được bao nhiêu năm rồi? Dạ, 4 năm, hơn 4 năm rồi. 4 năm, thôi dạ, chúc mừng hai vợ chồng em. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Mà em thấy em cũng may mắn vì lấy vợ được 6 năm là lời được hai đứa con. Một cái đó là lời nhất đó. Dạ. Đúng không? Hai dạ, thằng trai với một cái nhà máy mỹ phẩm. Rồi bây giờ các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em tháng 4 năm tới đây là tụi em tròn 6 năm ạ. Vậy trong 6 năm như vậy là đã hiểu nhau hết. Hết rồi phải không? Dạ vâng. Rồi nhưng mà có cái tật xấu gì nó vẫn còn cho tới bây giờ không? Tật xấu của anh thì nhiều lắm. Cái mà em thấy lật mặt nhanh nhất là lúc mà lên nhà em á, như em kể với chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận nghe lúc nãy là chiều nào cũng lên. Mà nhà em thì cũng đâu có gì ăn ngon đâu. Lên là bà ngoại em mời ăn thì anh bảo cái gì con cũng ăn được các ngoại. Mà đến lúc lấy về rồi là cái gì cũng chê. Ví dụ nấu không ngon, bây giờ thế nấu không ngon là anh ấy không ăn. Ví dụ anh ấy không chê thì anh ấy ăn ít. Không có như lúc đầu là cái gì con cũng ăn trở được. Trở mặt liền đúng không? Dạ vâng, trở mặt nhanh kinh khủng luôn. Tiếp theo có tật xấu gì nữa? Tiếp theo là rất cộc tính. Mỗi lần mà gây lộn lên là có những cái hành động gì nó có dạ, có dọa biển của nó. Có đập bàn, đập ghế. Dạ vâng, nhưng mà hai vợ chồng đều như thế cả. Tại vì trong công việc kinh doanh bây giờ công việc quá nhiều á, nhiều khi mình áp lực á là cả hai vợ chồng cãi nhau. Mà anh ấy có một tật là em thấy thì vợ chồng người ta chồng hay nhường vợ, mà anh ấy là đến phút chót mà khi nào mà em khóc lên hoặc là em làm cái gì đó phản ứng mạnh lên rồi anh mới chịu thua, còn bình thường là cứ 1-9, 1-10 luôn. Thắng cái bằng được thì cãi tay đôi. Cãi tay đôi luôn dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Còn tật xấu nữa là đi ra ngoài rất là luộm thuộm lôi thôi. Cái này thì em phải nhắc ngay trên này luôn. Bởi vì là em bị một lần rất là xấu hổ. Em đang ngồi bấm điện thoại thì một em đại lý gửi một cái video với lại ảnh qua. Bảo chị ơi, sếp nhà mình đi ở ngoài đường em chụp hình được này. Vì mặc cái quần cọc, một đôi dép lê rồi là một cái áo thun đi nhìn buồn cười lắm. Mà bản thân mình là giám đốc thì mình đi ra ngoài mà đại lý mình rất là nhiều. Nhiều khi mình ngồi cà phê hoặc làm gì đâu đó thì đại lý mình cũng thấy ấy. Thì em đã dặn bao nhiêu lần rồi là anh đi ra. Anh đã bị bắt và đã bị chụp lên. Dạ. Chắc em áp lực đi đâu cũng gặp đại lý chứ. Em bữa đó là em có mặc quần sọt, có áo của công ty logo mà không thì nghĩ là đi chợ thôi, cho vợ thôi thì cũng đâu có ai ngờ bị hả? Ai ngờ bị báo lén đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa không em? Trước là có hút thuốc, còn là có nhậu. Hai cái này là hai cái mà em không thích. Nhưng mà nhậu thì bây giờ làm giám đốc rồi nên là gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Còn hút thuốc thì không biết có giấu em không, nhưng mà thực sự là em không phát hiện được. Cứ đi nhậu về là phải quỳ 30 phút. Dạ vâng. Mà quỳ dưới đất hay là quỳ trên nệm?
Dạ dưới đất chứ ạ. Tới giờ vẫn còn luôn. Nhưng mà quỳ được có 5 phút là xin lên à. Con nó gõ cửa, mắc cỡ. Con thấy. Mà em mong muốn thay đổi chồng em cái điều gì nhất? Em muốn thay đổi nhất là đừng có cộc tính với em nữa. Với lại vợ mua cho nhiều đồ đẹp thì chịu khó mặc một chút giùm em là được rồi. Rồi phải ăn diện lên một chút. Dạ đúng không? Rồi. Rồi bây giờ tới ảnh em đó. Bây giờ tật xấu của cô ấy là gì? Tật xấu thì cái nhất là quá tập trung vào công việc, không có lúc nào dành cho gia đình, với không có thời gian để mà ăn uống này kia, đỡ càng ngày càng ốm đi. Em rất là lo, nhưng mà để mua đồ ăn hoặc là thậm chí bưng tới tận giường, thậm chí đút cho ăn luôn mà không chịu ăn. Cái đó em ăn không nổi, cái đó ăn không có được, lười ăn thôi em. Dạ em lười ăn thôi ạ. Cái thứ hai nữa là tính tình rất là nóng nảy, gặp cái chuyện gì ở trong công việc á, hay là nói không được á, là về người đầu tiên và người duy nhất chúc lên đó là em. Mà em biết làm chuyện gì sai cho nên mới cọc. Dạ. Dạ tụi em 6 năm cưới nhau thì tụi em nộp đơn ra tòa là hình như 6-7 lần rồi. Tòa bây giờ là hết giải quyết, là thấy tên thấy tòa, tên tòa tuổi tòa đó giải là quyết rồi ạ. Thường là tụi em là lý do gì là cái dạ, chuyện đây dạ, hoàn ví toàn ví nặng không. Lý do đơn giản như là hỏi không trả lời á, xong rồi cãi nhau cãi qua cãi lại là sáng hôm sau em đi nộp đơn thôi. Bây giờ trong máy tính của em thì có sẵn cái đơn rồi, cái file luôn, cái file luôn đấy. Nhưng mà là giải tỏa đến bây giờ thì tụi em công việc nhiều rồi, không có thời gian để giận hờn kiểu đấy nữa, nên là cũng bớt đi rồi ạ. Cái chuyện đó là cái chuyện trước đây rồi đúng không? Dạ vâng. Đó. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ mong muốn của em nhất là ăn uống, vì công việc stress áp lực nhiều thì mình ăn nhiều vào rồi để giải tỏa stress, với lại bớt nóng tính. Vợ chồng em á, thực ra là cái lớn nhất bây giờ nó vừa dễ mà nó lại vừa khó, đó là tụi em cùng làm chung một công việc mà hai vợ chồng lại ở trong một công ty như thế. Tụi em là 50-50 trong cái công ty của tụi em, trong cái gia đình của tụi em vai trò là 50-50. Thành ra là đừng có để cái này nó bị lấn qua 60 hoặc cái kia bị lấn qua 70 thì sẽ rất đi dễ đến xung đột. Mà vâng, ví dụ như chị nói em là tòa án mà 5-7 lần như vậy rồi, cái đó mình không có giỡn được. Dạ vâng. Đó, mình không có giỡn được. Thành ra là theo chị là giữ được đến như thế này rồi thì giữ cho đến cùng. Rồi. Thì chúc tụi em hạnh phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố. Cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói, trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi, ủa đóng phim gì? Nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm nhầm đúng không? Trời nắng mà, đúng không hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm. Mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng. Tự nhiên bà tắm, bà ra bà quấn khăn là sao? Kỳ vậy? Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mệnh? Là em là hổ. Nhát lắm, nhát. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8/8/1981, quê quán Quảng Ninh, vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ thì bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Dân. Dạ đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài, từ ở ngoài cho tới bây giờ luôn. Anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có thể có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây, chứ không đây cua đây nha. Trời ơi. Cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố. Cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói, trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi, ủa đóng phim gì? Nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm nhầm đúng không? Không nhầm, thiệt. Là cái thời đó mới vô nghề á, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng vậy đó. Mà không biết sao nhìn ra được em. Mà đúng không Nguyên? Dạ, chắc duyên số anh. Mà sao? Cả trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra lên không vậy? Biết sao không? Thực sự có cái gì? Em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo cũng có... hơi tính toán á. Em thấy cứ mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xăm chỉ.
Em chỉ trời, chỉ mây gì đó. Em không thoại gì đó, em chỉ gì đó. À. Cái quay chính là vô cận em. À, thấy được em, các bạn tưởng em đóng phim gia chính. Thật sự là em dùng chúng. Rồi, à. Quyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không? Em và anh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. À. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. À. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên. Thì em mới vô em kiếm nick ảnh. Xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Tại đẹp quá mà chấp nhận liền chứ. Xong rồi vô em cũng nói chuyện rồi nhìn hỏi là anh còn đi đóng phim không. Rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm. Rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Ừ. Xong bẵng thời gian lâu cũng lâu á. Cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì ổng em hay viết SDT buồn trên Facebook á. Ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ông vô là ông comment rồi, rồi ông cũng an ủi rồi. Xong mà hai đứa em mới hẹn họ gặp ở ngoài chùa bà. Vậy hả? Dạ cái sự tích là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy, kết bạn mà em thấy đẹp quá. Ừ. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao. Rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Ừ. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền. Tại có người yêu rồi sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi, chù để chia tay rồi mình nhảy vô chính giữa đó thì được cái chù linh, chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại, nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á, đi luôn thôi. Em dễ sợ quá Nam thì đó. Thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa thôi, anh nhận em làm em gái anh rồi, có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian. Dạ cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Ừ. Lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa bà đó. Chùa bà ở đâu? Chùa bà Bình Dương anh. Ừ. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. À. Nhưng mà nhà Quyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ. Em dạ ở lên. Ngay Thủ Dầu Một á anh. À. À. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái. Mà bà thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà. Em gái tôi ơi. Ôm. Bạn nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn trở lên ông nhận tôi làm em gái. À. Vụ làm như thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. À. Dữ vậy. Dạ, em nói vậy đó. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái mưa anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. À, cái ông nói ông giờ ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em á thì ôm mà ông cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương. Xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi, nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Ừ cũng được, cái trong đây có cà phê võng này vui lắm. Nó ủa cà phê võng bộ đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy. Thôi kệ cũng vô cà phê võng, vô ngồi cái tự nhiên cái ta tưởng ta nằm một cái võng đi nó cũng có cái vui, nằm hai cái võng rồi ngủ vô đây chi tức này. Sao lại này má bị lẳng lãng sao tự nhiên cái ngủ vô đây nằm hai cái võng. Cái tức quá nằm võng đây kêu suy nghĩ rồi giờ giả bộ thì đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy là cũng nói hết rồi mà cũng sao xạo cả. Em ơi em đo chiều cao với anh đi, cái gái để chi để đứng này cái tới đây cái là mình ôm luôn. À. Cái kiểu gì đó. À. Cái kiểu vậy. Bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh không dám ôm. Em suy nghĩ liền, tại bà này bà gũi mình vô đây, mới vô mình giống như con hổ gì đó, mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng rốt cuộc tự nhiên mình thấy ủa sao mình giống con mển vậy, tự nhiên vô đây tự nhiên cái bà gài mình vô cái thế này. Không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh gì, sao là cà phê giọng? Phải, do là lúc đó em mới, em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh đó ngoài đời. À. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có thấy mặt ổng luôn. Ổng cứ chạy, ổng không có quay qua gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là có xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em mới nghe mà em thấy cái quán cà phê, cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi giờ đi ngang cái quán cà phê thôi, vô quán cà phê cho trời nằm chút đi. Cái ổng không chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui à. Cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Ôi. Mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này làm cho mình mê càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự nhiên mình là lúc là em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không có cướp. Không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi quay Bình Dương, sáng quay một cái, tối quay một cái. Rồi cái dòng buổi trưa đi đâu không biết.
tại alo bữa nay ông xã lên lên Bình Dương đi quay, mà quay sáng cái chưa cái giờ đi đâu, nói thì đi vòng vòng chơi, nói ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác, ông bác ông kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. À, vậy thôi vô đi. Nói, không được vô nó sợ ma lắm. Bảo ông thiệt lòng nó thôi vậy thôi thì em lên em có ăn ngủ. À. Đó thì lên xong rồi tắm rửa đồ. Rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. À. À, nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là vô trong đó là em không sợ, tại vì lúc đó đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. À. Em đâu có sợ. Thì nó vậy anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ổng kêu em đi tắm đi em cũng biết. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên ba tắm, ba ra ba quấn khăn là sao? À. À. Em kỳ vậy. Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mệnh? Là em là hổ. Nhát lắm nha, dạ nhát. Anh nói bà này bà làm gì thu vậy? Bà tránh xa tôi. Cô nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, em nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. À. Dê. Vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai có luôn đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta. À. Mà quấn khăn rồi trường gừng này nọ để làm cho bụng nhỏ lại á, trường ngoài cái đầu quay ra nói chồng ơi chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc. Dạ. Nghiêm túc. Dạ. Cái rồi. Em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối. Mà gì mà lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao. Em nghe em khóc luôn. À. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại ông lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là tôi về tôi bớt tổn chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Ôi ơi cái bụng trời không bụng lùm cái bự bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự á. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ ủa có bầu tháng thứ 3 rồi phải không? À, chỉ luôn, chỉ quạo. Wow. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm, hai nhiêu đứa? Rồi? Dạ ba đứa nhỏ một tuổi. Một tuổi rưỡi. Ừ. Dạ đứa lớn là 3 tuổi rưỡi. À, 4 năm. Các em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? À, vậy thì bây giờ đến cái phần gọi là dạch mặt nhau. Đó. Chuyện là như vậy. Em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Ừ. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả like đúng không ạ, chồng gán làm nha, cúp điện rồi hả chồng, bả like xong tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo ông gì đây, tụi em lý gì lý vậy, tự nhiên là chưa gì lý gì, phải có lý do chứ lý gì, để tôi về chạy về tới nơi ông trả lời đi, cái gì trong này, ông đi với Nhật Cường nè, ông đi sinh nhật ông kêu ai là bà xã, cái bà đưa nguyên clip bà coi 20 phút em coi hoài luôn. Ủa tôi nằm chỗ nào nè, tôi không thấy tôi rồi đó. À. Ông không thấy ông hả, ông nói sao nè, cái khúc này nè tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về bà xã ơi, giọng ông đúng không, mà y chang chị trời ơi, trời. Y chang nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn em. À. Em tua đi tua lại em nói phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng, là em mới điện cho ổng là em nói là ly dị liền. Trời ơi mà chỉ nghe cái giọng thôi luôn. Tức quá trời tức, trời ơi giọng không phải của tôi, mà đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được minh quang, thì em minh quang là nhờ cái Zalo. À. May mắn là em úp hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. À. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời bây ơi. Giờ là hết bớt rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi đó. Chuyện nó là như vậy không? Đây giận Facebook, thì Facebook mình là nghệ sĩ mà. Ừ. Khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ, cái nhỏ đó nó cũng vô duyên nhắn ông xã. Trời ơi cái con xỉn rồi. Xã nào cướp máy, bà mở ra bà thấy bà chửi ông nào, ông xã nào ly dị, có câu là ngoài ly dị ly dị nữa. Trời ơi trời, tức quá mà gà cãi không được. Trời ơi tôi có biết này là ai đâu, vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì, chửi đồ ly dị này nọ, cái tức quá lấy xe, lúc đó có chiếc xe hơi đó, lao từ Bình Phước lao về Sài Gòn, lao
ao 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 vô Sài Gòn vô uống ba lon xỉu luôn đó, tức đột quỵ đó em, cái lần xỉu đó luôn ngay đó, đột quỵ luôn. Em tưởng là sáng nay em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó để chứng kiến là vợ tôi ghen luôn. Mà vợ khi hay tin vô nhập viện thì sao? Lúc đó em khóc ở nhà, em khóc hết nước mắt. Em mới sanh đứa bé sau có còn tháng à, nằm niệm Phật trọng nguyên cả buổi sáng không á, xuống thăm ổng được, ổng còn giận em, rồi em điện cho ổng không bắt máy, em cũng không biết làm sao hết. Mà giờ em đi không có được, tự nhiên có em mình em hai đứa nhỏ. Nó là đứa nhỏ cơ, mới sanh ra được khoảng 1 tháng 2 tháng không, còn tháng à, thì cũng may coi như là trời thương đó, đúng không? Trời thương đó. Ừ, chứ nếu như mà lúc đó mà bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết, mình là chết người ta là chết luôn, ghê lắm. Bởi vì cái ghen nó rất là tai hại, nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen. Phải sẵn kể luôn đi nè, đã tật ghen nè, rồi còn tật xấu gì không? Hết rồi. Một cái một đó thôi. Dạ chỉ một cái một đó thôi. À, vợ con là number one mà, trừ nhẹ nhẹ xíu thôi. Thiệt không? Thiệt, nghiêm túc. Tới em nó quyền, có tật xấu gì không? Ông có tật xấu ít, cũng ít chứ không có nhiều. Thôi chưa? Thì em nhẹ nhẹ thôi, đi em. Ông chứ là nhậu về cái ông ngủ ngái á, cái em lấy cái phủ trang ra tới, cái em bịch lại cho ông thở trong đó, cho ông ngái mình nóng vậy. Trời ơi, nó tắt thở rồi đó, cũng vài lần rồi, dạ đưa cái gối đè luôn. Là xỉn đó. Dạ xỉn bịch, về là không tắm. Nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không? Còn đi nhậu không? Dạ không, ít lắm. Ừ, lần đó nó hứa rồi, nó hứa rồi là con không nhậu nữa, con không xỉn nữa đó. Dạ. Không, bỏ luôn thiệt. Bỏ hút thuốc luôn. Bỏ coi như cái ngáy đó mình bỏ qua, cái đó không phải là tật xấu, cái đó là cái tật của người ta. Rồi cái gì nữa nè, có bê bối, có bừa bộn, ăn bừa bộn, ở có bê sạch bối sẽ là, không? Là, hay là ở dơ là như nào? Ở dơ coi dơ. Đỉnh là bê bối. Đi về là quần áo dục ra, dục tùm lum hết, là em phải đi theo là em dọn dọn. Rồi nè, nó nghe nè. Rồi có phụ vợ nấu ăn hay không? Dạ không, có nấu ăn, tự hai chồng thích nấu ăn. Nấu ăn ngon không? Nấu ăn ngon, mỗi lần nấu là 200 cái lộn. Mỗi lần nấu là 200 cái lộn. Cái sở thích ổng khác, dù em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa vừa, cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em. Trời bắt em ăn muốn chết luôn. Bây giờ mới mập được vậy chứ. Dở hay ngon, bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận. Giận là gây lộn. Hay giận nữa hả? Giận lắm, giận hơn như nít gì nhõng nhẽo đủ thứ. Đây nè, em là chú hay giận. Giận lắm. Không thích là vali đồ đạc bỏ vô, bỏ vô đi, đi mà đi ra tới cửa không kêu lại, tụi quay vô y chang vậy luôn đó, tụi quay vô đó, dạ. Thiệt có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp nhấp hả? Nào nhấp coi xem có kêu hay không, có kêu hay không. Mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không? Thì đó, dạ, có vài lần, mấy lần trước kêu thôi chồng ơi đừng giận, đừng bỏ vợ về Sài Gòn, cảm thấy lên lần này thôi nha. Lần này thôi nha, là vô là vợ chồng về làm riết bị lờn. Có một bữa em cho đi, đi luôn. Sao, có một sao, bữa em tức quá, em nói thôi ông đi luôn đi. Ông cái lần đó lỗi là của em hay là của ai? Hai chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó. Mà ông cứ la làng rồi ông cứ la em. Em bực bội quá, em nói sao lần nào cũng vậy. Lần cái lộn cái vô lấy vali, lấy quần áo, rồi lấy quần áo ben rồi để vô. Đi, cái em không thì mang nỉ nữa. Cái ông thấy em năn nỉ, cái ông càng hốt vô. Em nói rồi để kêu taxi giùm cho. Rồi đi. Em nói, dạ. Sao đi được? Rồi đi mất vợ sao? Ông đi đâu đấy? Quay vô liền. Quay vô. Mặc cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô? Mặt hèn lắm, quay vô do bộ kiếm gì đó. Trời mà, kiếm hoài luôn. Không biết kiếm gì luôn. Bóp điện thoại rồi tùm lum hết. Rồi ghét rồi bị lờn rồi giờ không cho đi luôn. Mà muốn chơi chiêu thác. Mà tôi uống thuốc chuột tôi chết. Anh em kể này chưa vui lắm nè. Ông đi lộn với em có chuyện của nó có cái gì đâu? Mà phải chuyện mà lớn đâu? Ông order một chai thuốc chuột về luôn ở trên mạng về. Ôi em sợ em chết, em kêu trời ơi ba bị gì thấy ba chưa? Ba thấy chiêu cô chưa, nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu mà em nghe mọi. Tiếng order nữa sao rõ ràng dĩ nhiên mà. Alo chị mang tôi chai thuốc chuột nha. Ok chị, nghĩa là thấy sợ rồi cúp máy. Bao nhiêu cái gì, 3 ngày 3 tiếng thôi. Thôi 3 ngày rồi, 3 ngày tôi chết được sao? Thiệt luôn. Cúp máy. Trời em sợ quá trời, sợ liền luôn á. Nó nói gì mà em cũng tin luôn. Trời ơi trời. Dữ dựng dữ lắm mà nói thiệt luôn mà. Cái em đại cái em năn nỉ thôi chồng ơi, vợ sai rồi, mốt vợ không vậy nữa thôi mà. Vậy là xìu liền. Xìu xuống liền. À chuột ơi, đừng lại giờ tôi nha. Ông chồng cục của Nam ơi nè. Thiệt. Ôi dễ thương quá. Rồi á, rồi có nhõng nhẽo không? Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo lắm, đi làm về mà em không sức dầu, không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Ô, phải nực. Y là thủ tục vậy đó. Có nựng được không? Đó thì em mới âu ý mỏng, bữa nay em về mà em mệt quá, mắt 120 coi là em lăn ra em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Giận lại dọn đó. Đồ vali đi chứ. Cũng đợi gắn liền với cái vali mà. Có vali của nhà em là lúc nào cũng 3 cái để gửi tủ đồ ổng á. Thật sự ra em nói nghe là thực sự ra vậy nè, là vợ em không có sợ em đi nữa.
mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bà dọn lại cực, nó là ngay vậy chứ không phải là bà sợ em gì đâu, cứ mỗi lần thôi mà sau này bà vậy nè thôi mà đúng rồi cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu làm thử coi chị không tưởng tượng trời cái bạn sao đâu Nguyên đứng lên nựng thử không Nguyên. Làm y như đây, đây nựng đó, đó, đó nựng như. Mặt em phải vậy đó. Nhưng mà em khoái à. Ờ, khoái khoái như cái như vậy á. Rồi giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm dù. Là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây. Thời em gian. Em rất dễ chịu sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thế em đó là em là kèo trên đó nha. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ổng mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ổng lên. Dạ xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau. Không hài lòng em gì á thì ờ vợ ơi vợ sai cái này vợ sai cái kia thì nói với em. Thì cũng nói với nhau nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ. Phải hiểu vấn đề. Thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu đúng không? Còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ ạ. Chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay đó, tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn sức khỏe nè, tập thể dục này không? Nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe. Lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình, vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ vậy hoài đi. Dạ. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Ừ. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bà không ghen á, tự nhiên em cảm thấy em bị thiếu thiếu gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè. À. Để mình được lên, cái kiểu vậy đó. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì đó là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. À. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin làm phiền tôi quá. Nói chung là con dạng khó chịu lắm. Cũng đẻ ngược đó. À. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á, nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận. Chứ không phải là 4, 5 năm hay 1, 2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ á, chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Quyên. Dạ. Quyên á, lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi mà cố gắng. Bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Có muốn nói gì vợ nó không nè? Một câu hứa hẹn. Đó. Nói cái gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi. Nhưng khó nó là cái tính. Thì từ từ bỏ. Còn bỏ không được thì chắc cũng dọn gia ly mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái vali. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nè. Đứt cứng như cây củi vậy đó. À. Đó. Rồi cảm ơn hai em. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc hoài nha.